đầu thì em cảm thấy rất là bình thường. Lâu lâu thì anh cũng có gọi điện, nhắn tin. Khoảng thời gian đầu thì em thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà về sau này em cảm thấy là anh rất là phiền, rất là phiền. Ông nhắn hoài hay sao? Dạ cứ nhắn rồi gọi điện mọi lúc. Nói chung là em bận gì cũng gọi điện hết. Nên là em cũng bắt khi nào anh rảnh là anh nhắn. Hai tháng cưới là em sai vậy, em chắc hơn tháng rưỡi rồi. Trời ơi. Hồi thao chị đi thi cấp tổng quân, tại em đi thi ngoài Hà Nội mới về. Mới về cách đây tầm được mấy ngày. Dạ hiện tại là em đang có bé gần 2 tháng. Chúc mừng em, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ, mới cưới 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng mà đã có em bé rồi. Gần 2 tháng. Gần 2 tháng luôn. Cưới xong là có liền luôn đó. Cưới 2 tháng bên Trung. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Phó Thị Bảo Ngọc. Năm nay em 19 tuổi. Ồ, 19 tuổi. Vậy là sinh năm 2004 á hả? Dạ. Ngọc làm công việc gì rồi ở đâu? Dạ em hiện tại là em đang học làm về văn phòng. Em hiện tại là ở nhà chồng ở Đồng Xoài. Đồng Xoài, Bình Phước. Dạ. Thế còn bạn này, con bạn này trông trẻ lắm này. Bạn tên gì? Dạ chào chú Thuận và chị Thanh Vân ạ. À. Em tên là Thạch Ngọc. Cũng Ngọc luôn, song Ngọc. Thạch Ngọc hả? Dạ. Thạch Ngọc. Họ tên đầy đủ. Dạ có hai tên hả? Thạch Ngọc. Họ Thạch luôn. Dạ. Em là một người dân tộc Khmer ạ. À. Dạ. Yeah. Thạch Ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 22 tuổi ạ. À. Công tác làm gì tại với Củ Chi ạ? À. Em là ở đâu? Nhà em với Đồng Xoài ạ. À. Vậy là các bạn là gần nhau đúng không? Anh đoán nghe Vân, chắc hai bạn này là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã, từ thời mà uống trời tắm mưa. Ok. Không biết anh đoán gì đúng không? Cuống trời tắm mưa đây. Ủa gì là không phải đúng không? Dạ không ạ. Kể cho mọi người nghe đi, làm sao mà gặp nhau nào? Quen qua mạng xã hội chị. À. Trên Facebook. Facebook. Em có đăng cái mà story đi. Yeah. Cái giờ em hiện tại giờ là vô tôi thả ha ha, cái mình thấy còn vô ra cái nhân thấy còn xinh, còn đẹp gái, cái mình bắt đầu nhắn tin mà rep mà comment trò chuyện qua lại chị. Rồi rủ đi chơi cà phê ăn uống nữa, xong dần 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 em bắt đầu quen nhau. Facebook là Mai anh. Dạ. Em kể sơ về cái hoàn cảnh thôi. Đặng cái story giờ là một chiếc xe hơi với cái nhà lầu á chị. Giống như mình thuộc dạng đàn ông, nó một vợ hai con, ba lầu bốn bánh gì đó. À. Là lúc đó là em đã công tác trong đơn vị chưa? Dạ rồi ạ. Này hai bạn quen nhau lâu chưa? Tính từ một thời gian quen chung là tầm 7-8 tháng rồi. Ừ. Ủa nhưng mà Ngọc ơi, tại sao em lại vô trong Facebook của anh này và coi cái hình lại đó cười mà ha ha. Comment ha ha là sao? Dạ lúc đó là em đang đi học tiếng ở dưới Thủ Dầu Một Bình Dương. Em có kết bạn với anh này tầm mấy ngày, xong rồi thấy ảnh đăng lên thì em thấy là ảnh có khát vọng quá cao. Cho nên em thả cảm xúc ha ha. Sao mà cao? Có thấy hình ảnh của anh trên avatar không? Dạ có. Thấy anh mặc đồ quân phục không? Dạ có. Thấy là làm trong đó thì khát vọng vậy là quá cao. Thế là cười. Thế là cười ha ha. Đó, mấy ông dưới cười quá trời cười luôn kìa. Sắp tới mấy anh có đăng những cái tấm hình giống như Thành Ngọc không? No. Đăng tấm hình là lấy được vợ. Ủa sao vậy? Đăng đi để cho mấy bé khác nó vô nó ha ha rồi mình mượn. Không biết đâu chừng mình đã có một cô vợ xinh giống như thế này. Thế ấn tượng ban đầu của em với bạn Ngọc Thạch Ngọc là gì? Dạ lúc đầu thì em cảm thấy rất là bình thường. Lâu lâu thì anh cũng có gọi điện, nhắn tin. Khoảng thời gian đầu thì em thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà về sau này em cảm thấy là anh rất là phiền, rất là phiền. Rất là phiền. Cũng nhắn hoài hay sao? Dạ cứ nhắn rồi gọi điện mọi lúc. Ừ. Nói chung là em bận gì cũng gọi điện hết. Nên là em không thích khi nào anh rảnh là anh nhắn. Tức là anh rất là thích em á. Đúng không rồi. Ngọc, đúng không Ngọc? Dạ, đúng rồi ạ. Đó. Nhưng mà tự nhiên vô thả ha ha. Mình phải thấy ghét chứ đúng không? Sao lại mê? Có phải vì cô ấy đẹp không? Dạ chắc một phần ạ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Từ lúc mà cái thả ha chắc tầm hơn một tháng sau ạ. Dạ. Rồi bao lâu thì yêu? Hai tháng. Ồ sao đôi này nhanh như ta? Có tính cho tháng thôi anh. Tại nó trẻ mà. Cái lần đầu tiên mà gặp mặt nhau ngoài đời á. Dạ. Thấy nhau ở ngoài đời đó. Ngọc á. Ngọc ấn tượng gì về bạn? Dạ lúc đầu thì em thấy anh mặc thì cũng sạch sẽ, nhưng mà mặc cái áo sơ mi là em không thích. Ủa? Không thích. Cái sơ mi nó sao mà không thích? Tại vì cái áo sơ mi nó kiểu như là dạng mấy năm trước vậy á, nhưng mà em không thích. Nó lỗi thời hết rồi. À. Ngoài cái áo ra còn gì nữa không? Thì ảnh nói chuyện kiểu như là không có suy nghĩ gì hết, cứ suy nghĩ gì cứ nói cái đó à. Rồi sao thương ổng? Đầu thì ảnh có chở em đi chơi. Thì lúc đầu là lúc đó em đang đi làm, tầm 10 giờ đêm mới về. Em kêu là nếu mà muốn đi chơi với em á thì 10 giờ đêm xuống chở em đi chơi. Trời ơi, 10 giờ đêm chơi gì nữa ta? Em hỏi đi. Trời đất ơi, tự nhiên
Ơ ngộ à, 10 giờ đi chơi gì ta? Tại sao ông hỏi ông này mà đi hỏi tôi? 10 giờ đi chơi gì? Dạ ông đó thì nói chung là thời gian đó buổi tối khi em bận thì em xin phép cấp trên rồi mới đi được, mới được mà nghỉ một đêm. Cái xuống chợ đi rước mà lại đi làm này, cái chợ đi dạo, đi ăn uống, là đi uống nước ngồi nói chuyện với nhau á chị. Giờ đấy mà vẫn có chỗ ở luôn. Mà Bình Dương nhiều chỗ không chị? Ờ à, đi ăn đêm rồi. Đi ăn đêm. Chắc giờ có tới phòng của Ngọc không? Thì nhanh vậy anh dạ. Không biết qua chở thì phải tới nhà đúng không? Dạ lúc đó chưa là định vị ra, nhưng mà em định vị không ra chỗ, em đứng ngoài đầu hẻm á, cái bạn này tự đi bộ trong cái phòng ra. Một thời gian sau em mới có xuống phòng, mới có. Một thời gian sau là mấy tháng? Khoảng tầm chắc gần nửa tháng. Nhanh lắm Vân ơi. Em phải nói là mấy ngày hoặc là mấy tiếng đó. Đôi này là tên là đôi siêu tốc đi anh đó. Rồi bây giờ mày hỏi là tới phòng làm gì chứ đó. Tới phòng à? Ủa? Rồi tới phòng làm gì em? Xong em vẫn đứng ngoài đợi chứ mà chưa có vô gì. À bạn chưa vô? Bạn chưa vô, đứng ngoài đợi cái này mà thay đồ bánh cấp thì xong chợ đi chơi đi dạo dạo xong chợ về lại em lại lên làm cái đơn vị. Chơi đêm không hả? Ngày thì em làm nó không có được rảnh nhiều cho lắm ạ. Sau đó là ổng tới phòng ổng làm cái gì Ngọc? Nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nói chung là đó công việc làm hết luôn. Làm hết cho em luôn. Dạ. Là lúc đó là cái mối quan hệ của hai đứa đó là như thế nào? Giữa. Chơi tình bạn dưới tình yêu đó. Chơi yêu luôn cho bao lâu tình yêu? Khoảng tầm hơn một tháng. Lại một tháng. Tóm lại là từ lúc quen đến lúc nhận lời yêu là hơn 2 tháng đúng không? Dạ. Đó em tính nãy giờ rồi. Nhưng mà cái điều gì ở bạn này mà em lại yêu thương ảnh? Kiểu như ảnh là có sự kiên nhẫn lo cho em hết. Nên là em cảm thấy là rung động. Rung động. Nhưng mà Ngọc có suy nghĩ về cái việc gọi là nghiêm túc trong tình yêu không? Với một cái cô bé mà còn quá bé đến như vậy. Dạ có ạ. Thực chất ra là em thì trước giờ cũng quen cũng ít lắm. Thì từ năm lớp 6 em đã xong là đi học xa nhà mà tự lập hết, ăn uống này nọ, giặt đồ tự hết, bắt đầu từ năm lớp 6. Xong học xong cấp 3 cái chuẩn bị là đi đại học có mà chứ cũng gọi mình nhập ngũ. Xong em nhập ngũ luôn. Tới bây giờ nói chung là đến lúc rồi đúng không? Dạ. Đến thời điểm rồi. Dạ đến thời điểm. Ờ. Tại sao lại quyết định cưới nhau nhanh như thế? Trong thời gian đó em xin nghỉ được 5 ngày cái em dẫn bạn về nhà chơi. Cái xong về nhà ba mẹ em cũng ưng, cũng thích. Có khi mới về nhà em nói chung là giống như nhà mình không có ngày á. Có vô nhà em có gì ăn cái đó, thấy mẹ em làm gì làm theo cái đó. Em hỏi mẹ vơ vơ bảo thấy một con dâu như thế nào. Ông mẹ kêu thấy cũng được, cũng đẹp gái, cũng siêng năng này kia. Hỏi mẹ kêu cho cưới không? Mẹ kêu nếu cưới thì cưới. Thế là hai bạn kết hôn được mấy tháng rồi? 2 tháng. À kết hôn được hơn 2 tháng rồi. Dạ, 2 tháng cưới là em sai giờ em chắc hơn tháng rưỡi rồi. Trời ơi. Hội thao chị đi thi cấp tổng quân, tại em đi thi ngoài Hà Nội mới về cách đây tầm được mấy ngày. Hai đứa có định là khi nào có em bé không? Dạ hiện tại là em đang có bé gần 2 tháng. Chúc mừng em, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ. Mới cưới 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng mà đã có em bé, có em bé rồi. Gần 2 tháng. Gần 2 tháng luôn. Cưới xong là có liền luôn đó. Cưới 2 tháng bên Trung. Hai em là quen nhau cũng rất là nhanh. Dạ. Vậy thì hai em có thật sự là đã hiểu nhau để mà xây dựng cái mối quan hệ nó lâu dài? Em cũng rất là nghiêm túc về cái vấn đề mối hôn nhân. Em có hỏi giờ em suy nghĩ rất kỹ. Trước tiên là gia đình ấy đã. Còn mình thì nếu mà mình đồng ý thì gia đình sẽ đồng ý thôi. Nhiều lúc mà giờ em chưa trả lời liền được, cái mình suy nghĩ có khi vài ngày. Vợ phải kêu hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào, có đồng ý hay không. Tại giờ còn nhỏ thì ba mẹ đồng ý thì mới giờ em quyết được. Ba mẹ giờ cũng đồng ý, bên em cũng đồng ý thì hai bên cưới rồi. Dạ. Vậy là hai người quen nhau và lấy nhau trong vòng chưa đầy nửa năm, rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Đi công tác nhiều như vậy nữa thì cái thời gian ở gần nhau nó có đủ nhiều để mà hai người hiểu với nhau chưa? Tức là liệu đã thấy được là người kia đã có những cái điều mà làm mình yêu và cũng có những cái điều làm mình chưa hài lòng? Không có cái tật xấu gì không? Chỉ có cái là hút thuốc thôi. Tật này tật xấu thật sự nha. Không những có lúc bên cạnh của Ngọc á là hút nhiều không? Dạ không dám hút trước mặt. Tại sao? Tốt. Tại sao không hút trước mặt? Tại vì em cấm hút thuốc. Đúng rồi, bây giờ vợ đang có bầu ấy. Dạ. Mình càng tuyệt đối không được để cho vợ ngửi mùi hút thuốc nha. Đứa nhỏ nó ngửi mùi thuốc không có nên. Nhưng mà có lần nào hút thuốc trước mặt của Ngọc á mà Ngọc cấu lên và Ngọc phải thể hiện những cái hành động gì đó nó mạnh mẽ không? Có, nhưng mà bữa đám anh ngồi anh nhậu với bạn bè. Ừ. Thì anh kêu em là vô nhà ngủ đi. Em vừa mới vô nhà tầm 5 phút à. Xong rồi ảnh ở ngoài ảnh hút mà ảnh thổi phù khói luôn. Xong rồi em mở cửa em đứng em nhìn. Em nhìn ảnh quay qua anh thấy em chỉ thẳng mặt. Dục điếu thuốc luôn. Sợ vợ đấy. Mới có nhìn thôi mà để dục thuốc rồi vậy. Dạ nó thành là cao lắm. Thì nếu mà không dục thì lúc hành động tiếp theo là gì? Chào quýnh em ạ. Còn tật xấu gì nữa không? Ổng có ghen không? Có. Ghen mà, ghen trong lòng hả? Ghen xong rồi khi nào mà nhậu say vô xong rồi cái ngồi suy nghĩ xong rồi hồi nữa nói chuyện với em này kia, tâm sự này kia. Có ghen. Ghen nhẹ nhàng thôi không phải nói. Mà những lúc nào mà có rượu bia thì mới ghen. Bình thường thì không ghen. Bình thường thì có nhưng mà không muốn nói đâu.
Bây giờ phải hỏi Ngọc nè, có một cô vợ trẻ trung xinh xắn như thế này, rồi mình phải đi công tác làm nhiệm vụ ở trong doanh trại, thì để vợ ở nhà vậy mình có yên lòng không? Có ghen không? Dạ có, nhiều lúc ở trong đó cứ suy nghĩ giờ cứ vợ ở nhà giờ đang làm gì, giờ em còn quá trẻ, nhiều lúc em cũng ghen lắm. Ghen hồi đó giờ vợ có cái điểm nào mà để cho Ngọc ghen không? Cũng có, khi thường thường là nick Facebook Zalo vợ là em sẽ có hết, cái vô xem cứ thấy một tin nhắn tin vừa thấy mới hiện qua thấy vợ xóa liền luôn. Nhiều lúc mấy cái điểm đó làm mình nghi ngờ nhiều lắm. Vì sao mà xóa nào? Đó. Dạ tại vì kiểu như là bạn bè bình thường thôi, nhưng mà chồng em lại không thích em nhắn tin với con trai. Không thích em nhắn tin với con trai? Dạ. Nhưng mà em có nhắn tin cho con trai không? Dạ, nhưng mà đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường. Nhưng mà Ngọc có thích cho vợ mình nhắn tin cho bạn bè bình thường là con trai không? Dạ không á, nhiều mối mà nguy hiểm lắm. Trông mặt anh chồng đấy bất an. Thôi được rồi, bây giờ anh nói câu gì để cho chồng giải tỏa được cái sự lo lắng của mình đi em. Chồng cứ yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi dẫn về nhà với vợ với con rồi. Đấy, vợ đã nói thế là đã có yên tâm được tí nào chưa? Chắc tầm được 80 rồi ạ. 80%. Thế bây giờ đến lượt Ngọc là kể cho chị xem nghe xem là Ngọc kia có tật xấu gì không? Có nhiều lắm. Nhiều lắm à? Lúc đầu tiên mới quen em về tới mà cái phòng ở bắt đầu em mới bước vô á, thấy nhưng mà cái phòng cũng dạng bừa bộn. Đấy anh thấy không? 100 người là 100 điểm giống nhau. Nhiều lúc ăn chán bát để lâu ngày, có khi một ngày có ngày chồng hai ngày chưa rửa, cái em xuống em rửa hết, nấu cơm, nấu đồ ăn, làm đồ ăn xong, em kêu phụ em bưng cái không bưng, bận người bấm thôi. Xong em vẫn dọn xuống ăn hết, ăn xong bấm thoại tiếp, em lại dọn dẹp em đi rửa. Suốt ngày bấm điện thoại. Dạ. Đó. Đây tật xấu này này. Đó. Tật xấu này là xấu đó nha. Tật xấu này. Bây giờ còn không? Vẫn còn nhưng mà được một phần nào rồi. Đỡ hơn. Dạ, đỡ hơn. Thay đổi. Thích mua đồ lắm vậy. Em có không? Em có. Nghẹt mua hàng lắm. Giống được trước nhưng mới dẫn về nhà chơi vài ngày chị. Cái dự lên tới là trước cửa phòng là gần 10 đơn. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bà bầu có nhiều nhu cầu lắm em. Dạ, em vô thấy có trong cái Shopee, vô trong cái giỏ hàng là một tá hàng luôn, từ trên xuống dưới nhiều lắm. Em ơi, nói thật là đây là tập trung của phụ nữ đấy em ạ. Dạ. Nghiện số cô nào cũng như cô nào hết đấy. Ở còn gì nữa nè? Hay giận vô vơ lắm, giận hờn là vô cớ. Cho một ví dụ điển hình đi. Giống như cái hôm đầu tiên em đi công tác từ Hà Nội về, đi xe khách mà 2 ngày 2 đêm mới về tới đây. Về tới nhà cái em mệt quá, em nằm nghỉ, thấy mẹ em quét nhà, cái xong rồi bà kêu em đi lau nhà đi. Em kêu em mệt quá không có lau, giận luôn. Giận xong đi bộ đi mà cắt tóc lại vậy luôn. Má giận nhưng mà bà có lau nhà không? Dạ có. Dám để đi lau nhà. Đúng ra thôi, anh đi mệt quá rồi, anh nằm nghỉ đi. Em lau dọn cho anh thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Kinh tế ở nhà là ai giữ? Chìa khóa nhà ai giữ? Là vợ giữ. À, vợ giữ. Coi như là tất làm bao nhiêu tiền về là đưa cho vợ. Cho vợ. Dạ. Trời ơi, chồng này ngoan nhờ. Có khi mà giữ lại một ít để phòng thân thôi vậy. Một quãng ghê lắm. Bây giờ mình có tầm 1 triệu không? Cứ ngày hôm nay hỏi xem hết xài hết nhiêu tiền còn nhiêu ngày nào cũng hỏi. Có phát lương cho chồng không? Có phát. Mỗi tháng cho chồng bao nhiêu tiền à? Tháng thì triệu. Mỗi tháng được 1 triệu. Tháng 1 triệu đó mấy đứa. Tháng triệu ổng xài gì? Trong quân đội thì người ta có cho ăn uống đầy đủ hết rồi. Tiền 1 triệu thì cho chỉ là cà phê rồi xăng cộ thôi chứ không có. Ôi trời ơi. 1 triệu mà đổ xăng với cà phê. Sao mà đủ anh? Một tuần không đủ. Mấy này nó hết ý định nó vợ luôn rồi. Thạch Ngọc muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ, điều đầu tiên là em muốn vợ em thay đổi, nói chung là hạn chế cái mua hàng online trên mạng này. Nói chung là giờ cũng là cuộc sống vợ chồng không? Giờ sắp có con, nói chung là nhiều lúc tới cái vấn đề nào khó khăn, tiền bạc mình phải cần nhiều. Đừng nói chung là giảm mà giận vô cớ. Em ơi, nhưng mà nói thật là chị phải chia sẻ với em cái giai đoạn này của người phụ nữ là sẽ rất là dễ cáu giận. Mà từ giờ cho đến 7 tháng nữa em phải xác định tinh thần là càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì càng ngày khi mà cô gái càng nặng nề hơn và sẽ cơ thể rất nhiều cái đau đớn. Thì em sẽ phải thương và hiểu cho vợ. Thương và mình hiểu là vợ mình đang có rất là nhiều những cái gánh nặng. Và vợ mình đang rất là mong muốn được người chồng mình chia sẻ. Vì cái chặng đường phía trước nó còn dài lắm. Sinh con ra nó còn rất rất nhiều những vấn đề nữa cơ. Thế nên là thôi, từ bây giờ là hai vợ chồng cố gắng là nhịn nhau, nhìn nhau, chấp nhận nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Em sẽ thấy là vợ em rất yêu em. Tất cả những gì cô ấy nói về em chỉ có một tật xấu duy nhất là hút thuốc thôi. Mà em thấy em list ra một danh sách dài không? Rõ ràng là mình đang nhìn thấy ở đây là gì? Là mình đang có nhiều cái trong lòng mình đang chất chứa mình phải nói ra được. Hôm nay nói ra được hết rồi. Dạ vâng. Thì thôi, bỏ qua hết để mà yêu thương vợ. Chia sẻ với hai vợ chồng, nhất là với vợ em còn quá trẻ. Đúng ra cái tuổi này phải là cái tuổi mà để ăn tuổi chơi. Chơi nhiều hơn là ở nhà. Đúng. Quán xuyến tất cả mọi thứ. Mà sắp tới đây lại phải nhận thêm một cái nhiệm vụ, đó là thiên chức của một người mẹ nữa. Chưa kịp tận hưởng gì đã phải làm rất là nhiều thứ. Nó rất là khó khăn, rất là vất vả đó. Vất vả đó. Tuy nhiên em cũng phải chuẩn bị tất cả những cái tâm lý để vừa làm vợ vừa làm mẹ. Và đồng thời cũng là một người bạn đồng hành chia sẻ buồn vui thành công thất bại của chồng mình. Đúng rồi. Cái gì mình làm được mình sẽ làm chia sẻ với chồng. Đúng rồi. Hai vợ chồng cùng chăm sóc nhau. Đó. Rồi, cảm ơn Song Ngọc. Chúc mừng Song Ngọc và một tiểu Ngọc đang ở bên trong.
Xin cảm ơn hai vợ chồng. Tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại sư đoàn không quân 370 sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Điên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng với bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe vô tình gặp Liên, tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm say lòng anh bộ đội này đâu ạ. Gì hả? Bài gì? Bài gì? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên hát thử lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi nổi này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Của nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cứ sau đó này ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở tạm thời biết đã, sau có những chuyến dịch sau. Vâng hỏi nhỏ tí xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu đúng không? Thì xin hỏi anh nha, anh lên kế hoạch cưa cẩm Liên á là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lại ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh di kích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Thế lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì. Nhưng mà anh này rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9 giờ rưỡi là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau. Hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường, nhưng mà dần dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Vâng, và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Cái cảm giác đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau đó tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Bây giờ tắm du kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng địch. Và một hôm liền với điện cho tôi, mình với nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái đội đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Thì em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Liên đã hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy đơn giản bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng người ta. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, thế là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi à, cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn. Muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn, đó là đánh thay nhanh, đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh. Đúng rồi, thay đổi và, chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa? Sự khi mà anh ấy tỏ tình thì em cũng suy nghĩ. Bởi vì xưa nay con gái ở quê trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ. Mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu, và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này, nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất một người lính rất là tuyệt vời. Nên là thôi, chấp nhận là thôi tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Liên, mất giày rồi Liên. Thôi, thì ngủ quên, là thằng bán trộm mà lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh không thấy đâu, sau cái đoạn nó mang giày mà
anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em bán. Trong túi lúc bây giờ mình có 100 ngàn, tôi bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn. Tôi bảo thuê thiệt cho mày luôn, đi chân đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, có phải hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Tôi nghĩ là cái chuyện mất giày là một trong những chuyện nhỏ thôi ạ, rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lắm? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô, tức là anh đi xe máy tới chơi, xong anh để xe máy ngoài sân, thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô phía sâu sau là nó có cái toilet, thế mình ấy đi vệ sinh trong 30 phút thôi, thế là quay ra là mất xe luôn, mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi thế là liên lạc vào đấu hay nào, liên bảo không em có gì là thế là mất xe máy. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm, bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác, và em thì mới học năm thứ nhất, điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi nên là rất là nhớ người yêu. Và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai phong độ rồi thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Đấy, em cũng hoang mang nên là Tết năm đó thì thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi, và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké, con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được, nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em. Thì em ngồi đến 3 rưỡi rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả, mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ vờ như vậy. Và em ngồi em khóc, em khóc em không biết làm gì nữa đất Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội, và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó thì lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá. Đang xem thì nó say sưa thì cứ cố vừa xem mới đứng lại, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp một rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp một chạy ra đón Liên. Thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đó em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào, nhưng mà nhớ chồng quá rồi nên là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn, thì em nói anh ra đón con, nhưng mà đến 3 giờ rồi 3 rưỡi cũng đến 4 giờ luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì từ bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm, em mới dứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn, em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai răng nó rớt. Và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết? Không biết luôn. Đến khi rớt ra rồi mới biết. Tốt thì mình khoe đương nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, cái bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, thế nó đuổi, thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này, còn mình chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh bất ngờ vợ anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá, đến giờ này như Liên ấy là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, cũng không hiểu sao vậy, cũng hơi ghen thế. Đó là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần một cô gái khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật, mà hỏi thì anh không trả lời, anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này bạn người kia. Em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc đó. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong cái mời anh ấy tới cà phê, thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này, anh ơi xem đây này anh. Trời ơi. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương, cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là bên đấy cái nhắn tin vào cái máy của mình, thế là mình vô tình mình về thì về xong để máy ở ngoài, thế vợ xem được là có tin như thế.
nên chiến thuật để bắt. Nhà mình nghi ngờ nhưng mà nói ngọt ngào lắm, nhưng mà hỏi tên thì không ấy. Bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết, biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi, đi ra xem sao. Lúc đó sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh ấy bị rủ rê như thế, nên là cứ bực giận trong người cái chuyện đó thôi. Chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh, bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút, hay là học thì rất nhiều nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Em mong muốn ăn lương điều gì? Em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí, tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị. Lúc nào tối về cũng thấy ngủ hết trơn á, có nghĩa là em đi học về là 9 giờ cái anh nhìn anh nước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tiếp. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy dạ nên là biệt danh là gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả? Là sinh ngày nào? Em nào, sinh ngày 22 tháng 12. Vậy là như là chung gần với nó là cái ngày một cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy hôm cái nay, tình cờ luôn á thôi. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật của Liên, xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday cô Liên. Thật ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay, là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Tao sao thấy giật gió vậy? Dạ nó hơi lạnh. Hơi lạnh luôn. Dạ. Trời ơi tôi tưởng cái bớt. Thì không, giật gió sao mà hay dữ vậy ta. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. 28 tuổi nhìn giống như 22 vậy đó. Thì trẻ măng. Trẻ măng trẻ măng. Kêu bằng con rồi đó. Tụi bằng tí ta kiểu là bài ca máy cày á. Tây Ninh hả cưng? Là hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Tôi nay biết mấy người lên tôi gửi mua bánh tráng Tây Ninh. Đúng rồi, em gửi mua muối luôn. Muối luôn á. Muối là bá phát luôn á, đúng không? Rồi nó nghe nè, hai chồng lên đây hồi nào? Lên tối qua hay lên sáng nay? Dạ lên hồi sáng. Nghĩ hả? Dạ. Cũng tranh thủ tối nay có ở lại không hay về liền? Dạ chắc tối nay ở lại. Vậy đó hả? Dạ. Khám phá Sài Gòn. Đi coi kịch đi tặng vé đi coi kịch. Đó. Vui. Được không? Dạ. Đi coi kịch đâu? Dạ. Rồi, tối nay là Bạch Xà Truyện phải không chị? Bạch Xà Truyện. Nó thấy chưa, bây giờ mới mặc đồ hát xà truyện rồi kìa. Bạch Xà Truyện hay lắm, đi coi cười chơi. Nha. Dạ. Rồi. Dạ. Ok, thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Dạ. Bây giờ hai kể cho anh chị nghe. Bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Đứa 21, đứa 22 đó. Dạ. Sao? Mặt gì mà trẻ gì dữ vậy trời. Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó cái ứng dụng Ola á chị. Dạ em có tạo cái nick Ola đó cho nhỏ bạn. Vậy là mới đây thôi hả? Dạ Ola chứ không phải Zalo. Ola dạ lâu. Tạo cho nhỏ bạn xong rồi để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng không? Rồi. Dạ em cua xong rồi. Cua anh này giùm cho nhỏ bạn. Dạ. Trời đất ơi. Cuối cùng. Trường phu thấy sợ luôn á. Cuối cùng cái anh này nó lạng qua mình. Sao nữa? Dạ xong rồi. Em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn phải không? Dạ. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Hàng ngon quá, tước luôn, lấy luôn mật khẩu. Rồi sau này nhưng mà em thì sao?
em thấy cô này nhắn tin với mình á, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia nhắn tin. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Rồi sau này á, lúc mà thấy cái nick này nhắn tin là hẹn ra mình gặp mặt nói chuyện. Trời ơi, con gái đó ha. Dạ. Thì lúc đó thì em mới biết là bạn này mới nói là nick đó là của bạn kia, nhưng mà hiện giờ là bạn đó đã sử dụng rồi, là không còn của bạn kia nữa. Nhưng mà lý do gì mà em lại thích ảnh? Có phải là do anh nhắn tin anh vui vẻ, anh duyên dáng hay sao mà em lại thích anh? Dạ lúc đó thì trên Ula nó có cái trò chơi caro á. Mỗi lần quán caro với anh hay cá độ như là cóc ổi xài. Rồi thời gian đầu thì cấp ở xài, thời gian sau ảnh cá độ là cứ thua là bị hung 5 phút. Vậy hả? Dạ. Mà hung qua mạng rồi thôi. Dạ không, nếu mà lần gặp đầu tiên là sẽ bị hung 5 phút. À vậy đó hả? Dạ, cũng gì cái nụ hôn đó mà cướp luôn. Bây giờ mình mới hỏi cái vụ mà đầu tiên đó, gặp. Đó. Rồi sau rồi hai đứa là sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, là cách đó bao lâu? Bao nhiêu lâu thì gặp? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Thì cái ngày lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu hả? Thấy mà dễ thương, thấy cũng cái lòng cảm mến. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? Dạ, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên, đi lộn vô rừng cao su. Mà trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ôi vô đây tối thui rồi, không biết ông có làm như mình không. Mà trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Giống như là hai đứa tưởng là gặp gọi là dâm tặc, còn một đứa thì gặp là cướp tặc đó. gọi là gì đó, hải tặc gì, rừng tặc là gì, lâm tặc đó. Đó hai bên là đều nghi ngờ nhau. Ủa nhưng mà tụi em có còn một cái mà điêu với nhau á, là lần đầu tiên là hung 5 phút mà. Dạ, nhưng mà lần đầu tiên gặp thì mới gặp lần đầu tiên mà là mình đã sợ rồi. Lẽ mình kêu là trả nợ. Dạ. Sợ gặp lâm tặc á, cho nên không dám hung, đúng không? Dạ đúng rồi. Đi là khi cô này dẫn đi đến đám cưới mà không thấy đám cưới, mà sau lại đi vô trong nguyên một cái khu rừng đó thì toàn là cao su không. Mà không nghĩ là cô này cũng cô là của lạc đường chứ không phải là cô dẫn mình đi sai đường. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Ớn à, ớn lắm á, trời ơi. Dạ thì lúc đó lúc sợ rồi nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi, chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô ngồi lộn đám cưới. Vô ngồi. Vô ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa, nhìn vòng đúng thấy bên, sao bên mà. Bên đàn trai tưởng bằng gái, đàn gái tưởng ngược lại. Có một người trong đó ra hỏi là chứ hai đứa bên đàn trai hay đàn gái. Cái em nhìn xung quanh thấy lạ quá, em kêu ảnh thôi đi ra, như đi lộ đám cưới rồi. Cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời, cái hai đứa dắt xe đi ra rồi lại mò đường về nữa. Dạ thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường, mò đường mấy tiếng mò vô đi lạc đám cưới. Dạ xong rồi cũng hai đứa ít đi chơi á, xong rồi mò đường về lại đi lạc nữa, đi lạc đường quên đường về nhà Út luôn, đi tới quốc lộ A luôn quay về. Ủa về tới nhà là mấy giờ? À, về lúc đó là đến nhà là 11 giờ đêm. Bữa em sợ không? Dạ cũng sợ tại chứ? lần đầu tiên gặp bây giờ là sau khi mà đi thoát khỏi cái rừng đó là biết không phải gặp lâm tặc rồi, nhưng mà đi lộn đám cưới là chết cha, quen lộn nhỏ khùng. Rồi xong là rối không biết đường về nữa. Lại gì ra lộn nữa. Trời lạc đó nữa. Ơi. Nhưng mà nói chứ ra quốc lộ là mừng rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nghĩa là cô ấy không phải lục lan thảo khấu. Rồi vậy thì là... sau cái đám cưới đó là bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau lần thứ nhì? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng gì mới gặp nữa, tại vì ở xa. Dạ, đứa ở huyện Châu Thành, đứa ở Tân Châu, cách nhau mấy chục cây số. Nhưng mà sau cái đêm đó thì là hai đứa là có cảm mến nhau rồi đúng không?
Dạ, cái ấn tượng nó không quên được cho nên là mới... Nhớ hoài. Dạ. Đúng rồi. Ai mà công nhận á. Ấn tượng thì... Cái đó em bỏ nhớ cái chi tiết này bỏ vô phim đi chứ. Nó nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em học lớp 10. Dạ. Trời ơi, lớp 10. Dạ. Càng sợ. Lớp 10 lúc đó nhỏ. Dạ. Mới càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ, đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vậy sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Với... cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Dạ. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Vậy em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Đó. Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Ừ. À. Và cũng có quen cô đó. Ừ. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi, là thương cô này. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Nhưng mà lúc đó là chắc chắn là cũng có một chút thời gian là phải bắt cá hai tay đúng không? Trong thời gian có không? Đúng không? Bây giờ phải hỏi nè, hỏi vợ nè. Có không? Đúng không? Dạ có. Thấy chưa? Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Ờ, em là ai? À, người yêu cũ của mình. Rồi bà xã gì nữa? Đại Nguyên. Bà xã Nguyên, còn kia em là bà xã, còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, nó bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Ừ. Rồi sao? Rồi quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Đúng rồi, vẫn còn là lớp 10. Dạ. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn giành cho bằng được đúng không? Phải giành chứ. Chứ để mắc cỡ. Dạ. Sao em thua được? Em vạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Rồi gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Rồi cái em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Sao chưa chọn mà. Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung cái bỏ chạy. Hung cái bỏ chạy để nó nhớ nhung á, là dấn dương hoài luôn. Cứ cảm thấy giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Sắp lượt đó. Trời ơi, hung mà gia đình có thấy không? Dạ không. Ờ. Dạ hung. Chốc bỏ chạy vô. Dạ hung chớp nhoáng. Lúc đó em sao? Thì lúc đó em chỉ đứng ngay người ra thôi, em cũng không có biết ngớ luôn á, ngớ luôn. Dạ, ngớ luôn. Rồi, hồi bao lâu thì em mới quyết định làm chọn cổ? Dạ, khi về nhà thì em cũng có suy nghĩ, nói là thấy cô này thấy thương mình thật sự, thấy mình có tình cảm. Trời. Và bắt đầu em mới quyết định ra quyết định là chia tay với bạn kia. Trời ơi. Là quyết định theo cô này đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Dạ. Bọn này chơi cú tít ghê quá. Trời, cú lật đó là. Mà công nhận nha, lớp 11 thôi đó. Em cảm nhận được cô này cổ thương em thật sự. Không có 11 thôi đó. Rồi. Rồi. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ, quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy là hai mấy tuổi đúng không? Dạ. Rồi cổ có ghen không? Bạn này có ghen không? Lúc mà yêu nhau á. Dạ, một cây ghen luôn á. Cây ghen. Dạ, một cây ghen luôn. Khi mà em chơi Ola hay là Zalo hay là Facebook ấy, là thấy bạn có nick mà có bạn gái trong đó là untrend hết. Là xóa hết mấy người đó. Không có cho hai hay là ba, bốn gì với mấy cô đó hết. Tại vì xưa bà cua ông là cũng nhờ trên đó mà. Dạ, dạ. Đến bây giờ vậy, không có cho là quen bạn gái nào luôn. Facebook đồ là Facebook đồ là chặn kiểm soát hết, chặt hết. Mà yêu theo kiểu ghen theo kiểu hề hước vui nhộn hay là sư tử Hà Đông? Dạ sư tử Hà Đông đúng rồi. Sư tử Hà Đông. À, chỉ cần mà nghe cái mùi thôi là dứt điểm liền. Bà đánh hơi bà biết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có cái câu chuyện ghen nào mà nó đáng yêu không? Mà nó đáng nhớ trong cuộc đời của em không? Em kể anh nghe coi. Dạ ghen đáng yêu thì chắc không có. Đáng ghét. Nhưng mà lý do gì mà ghen dữ vậy? Chắc bộ tại... đào hoa lắm mà hay gì? Dạ thì lúc mà mới bắt đầu thì đã bắt cá hai tay rồi cho nên
Cái đó là em suy nghĩ là ảnh sẽ còn cái tên đó hoài, cho nên là lúc nào cũng đa nghi. À, giống như chim mà bị tên một lần đó đúng dạ. không? Bị trúng tên một lần rồi, bởi vì bây giờ lúc nào thấy xung quanh mình đều là có tờ săn hết á. Dạ. Đó, cho nên phải dè chừng đúng không? Nhưng mà có em có bắt gặp trận nào nữa không? Dạ nhiều lắm, nhưng mà quen em rồi, nói là quyết định quen em rồi nhưng mà vẫn nhắn tin kiểu dây dưa với người ta. Dưa vợ, dưa vợ gì không? Dây dưa rồi hết người này tới người kia tấn công em, ví dụ như là nói là em chỉ là người đến sau thôi, như là hai ba cô gì đó nhắn tin cho em. Cứ nói là đến sau tôi thôi, cho nên là không có giành được đâu, đồ này kia. Dằn mặt em đủ thứ. Dạ. Vậy đó hả, em bị gọi là bị áp lực dữ vậy luôn á. Nhưng mà em không có sợ. Em vượt qua bằng cách nào? Em nhắn lại hay là em hẹn ra em nói chuyện? Nói chung em không hiền cho nên em... Dạ không hiền. Cho nên em tấn công lại hết, nói chung là em dẹp được hết. Dẹp loạn được hết. Dạ dẹp loạn được hết. Trời ơi. Rồi hai đứa có lúc đó là yêu 5 năm đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà học xong rồi bắt đầu mới là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Có sống chung không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó mắc. Mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức là nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Dạ. Rồi em về em ở bên gia đình của ảnh. Dạ. Nhưng mà là phòng ai nấy ở. Dạ lúc đó em ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó, thì anh ấy dạ. nói là phòng ai nấy ở đó. Dạ. À. Nhưng mà ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó. Gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Dạ, mẹ canh giùm. Mẹ canh cho em á. Cái cửa nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu. Là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Để cho cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ngủ nghe cái két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ê, coi nào mẹ phát hiện không? Dạ không, nói là không có làm gì bậy trong nhà hết. Không biết là không có làm bậy rồi, nhưng mà cũng phải lén phén qua phòng dạ, cho em. Dạ có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung em một cái. Ừ. Xong đó, rồi, đó, dạ, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trướng định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Cái xong mẹ nói, em giả bộ em nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng á chị. Một lần nghe két á chị. Không, nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là sao? Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi. 5 năm mà 7 năm quen nhau. Ồ ôi, đâu có. 5 năm quen nhau. 5 năm quen nhau, 5 năm ở nhau. 5 năm, năm đám cưới là tụi nó quen 10 năm rồi đó. 10 năm đó. Dạ. Ồ ôi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy hả? À, chúc mừng nghe. Dạ. Rồi xong, hai đứa đẹp đôi quá. Mà sống chung vậy thì quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Thôi giờ kể đi. Ừ, kể tính từ cột mốc là thành vợ thành chồng á. Đó. Ờ, về sống chung nhà đó là xấu cái gì xấu nhất? Trời vợ ơi. Có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ chỉ ghi thành sổ thành cuốn sách thì đó thôi. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp. Mà chỉ có bày ra thôi. Bày ra rồi nhà cửa em khi mà em đi làm về, khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Đã nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy, chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ
là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng rồi, như con kén vậy. Rồi, dạ. Cướp hết luôn. Cướp hết luôn. Chồng nấu nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở. Gọi là dở. Rồi gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn hết. Làm hết. Dạ, làm cha hết. Sao trăm điều xấu vậy cha? Ủa như vậy là cô không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn không rửa chén, bừa bộn. À. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước á, thì giặt đồ mình giặt bằng tay thì 2 ngày 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Mà ai là người bấm nút? Dạ lúc thì em tự em giặt, tự em phơi. Khi nào mà nhờ giả được vợ em đi giặt thì em phải phơi, chứ vợ em là không phơi. Rồi xếp vô là không giặt đồ luôn đó. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà đó. Xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em xếp. Bù đợt vớt vớt lại được, vớt lại vậy à? Cố tình hỏi đi cho nó lòi cái tính tốt ra đó, đó. Hiểu không? Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Dạ là suốt chỉ là lúc nào cũng điện thoại. Nãy giờ mới thấy được cái hàng đầu đó. Dạ. Lúc có nào, gì? Lúc mở nào, điện thoại có gì? Dạ lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Nhưng mà lúc nào cũng cầm điện thoại. Mà coi cái gì trong đó? Dạ em cũng không biết là không coi biết, gì trong đó. Không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Mê trai coi ai? Coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Đó, coi Min mê mà thấy đèn Min muốn bóng luôn á. Rồi, dạ. Họ mê Lee Min Ho đúng không? Dạ đúng rồi. Có coi phim Quân Vương không? Dạ không. Không. Rồi. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ vợ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi. Đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời, nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan khoan xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi, đủ rồi. Rồi bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. À, chỉ vậy thôi. Em chỉ mong quan tâm thôi. Nhà cửa nè, quan tâm nhà cửa nha. Gọn gàng sạch sẽ nha. Được không? Được không? Nha. Trai đẹp là đồng ý cho mê đó. Ờ. Cứ tiếp tục mê Lee Min Ho đi. Tại vì bà coi là ở bên kia thế giới á. Đó. Nghe không có sao, không có dạ, ghen. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ tới ổng nè. Tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Ngàn lẽ một. Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại. Ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái gú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái gú. Không hút thuốc luôn. Thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Dạ. À, chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái mời, đàn ông phải dính cái mời. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Ở dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Tắm nói là đó thì bởi vậy nó trái ngược lại hết. Rồi còn gì nữa không? Ráng kiếm cái gì xấu xấu đi. À có nghĩa là sạch sẽ đó mà. Dạ sạch lắm. Sức nước hoa dữ dội không? Dạ đó, đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật tốt. Đó thật tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa cằn. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Thí dụ nè. Đó ví dụ như đang vừa lau nhà. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán giờ em mệt em cũng làm biếng.
Thì tôi vừa dọn, chồng vừa dọn vừa dạ vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia, cứ lằng nhằng vậy đó. Nó hoài tật đó. Dạ tật em thì ai mà lằng nhằng để cho làm luôn, em không có làm. Nó cứng đầu mà, nhỏ này cứng đầu mà. Dạ. Hiểu không? Cho nên là đó ông càm ram hả, kệ em, vừa càm ram vừa làm luôn. Dạ. Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Rồi là lỗi nó tại không, tại không là anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Nó tại không, tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để, cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho, chồng thì phụ đó, cho đó 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 vậy. Dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu. Dạ. Đó. Rồi giờ sao? Mong ước sửa chữa gì nè? Dạ anh bớt cằm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Là được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn. Dạ. Cằn làm đó. Đúng không? Ai biểu ông làm? Dạ em đâu có biểu làm đâu, thích thì làm thì ráng chịu. Nhưng mà ông làm được nửa tháng mới giặt đồ một lần, đồ đâu bận chết luôn á. Không, hầu như là nay em giặt đồ không mà ảnh làm nay là đi làm mấy cài rồi đó. Cho nên không có thời gian để mà làm việc nhà nữa. Năm 10 bữa em giặt lần. Mà kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Dạ hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thứ nhất em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó luôn. Đó, tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu quá rồi, dễ thương đó. Rồi thanh mai trúc mã thanh mà. Mai trúc mã. Đứa nào cũng là đầu tiên của đứa nào hết đúng không? Đúng rồi. Cố gắng nha, đầu cũng là cuối nha. Dạ. Giữ nghe, giữ nghe. Đó, nếu được qua năm sau thêm đứa nữa nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến từ Tây Ninh, từ Tây Ninh đến với chương trình này. Đúng nghe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nghe. Rồi. Rồi. Cảm ơn.